Con tôi tôi cứ nói để cho nó giảm áp lực đi thôi. Là ví dụ lớp có 24 đứa, tôi bảo là mày chỉ cần xếp thứ 10 là bố vui lắm rồi, để cho đỡ áp lực ấy. Nhưng mà có những phụ huynh là con xếp thứ 2 về khóc mấy ngày, lại bắt nó ngồi học để lên số 1. Đời mà thằng nào cứ giữ liên tục số 1 thì thằng ấy mà thì có ngang với chết còn hơn. Cả nhà anh Dung cái này không ạ? Và nhiều cái đấy nỗi của bậc phụ huynh là gì? Tham, nhưng mà tham cái gì ạ? Tham cảm xúc, để còn đi khoe với bạn bè cho nó tiện nè, nó mở mày mở mặt đấy. Nhưng mà đứa nào khổ? Con. Bố mẹ tham, nhưng đứa nào khổ nhất? Con nó khổ. Bất cứ một người nào họ làm một việc mà không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật, thì họ làm cái gì mà họ vui đều gì? Đều tốt hết. Vì họ được quyền trải nghiệm theo tâm thức của họ. Cả nhà anh Dung không ạ? Nhưng mà thường cha mẹ hay bị dính mắc cái gì ạ? Bắt con cái phải sống theo tâm thức của mình. Tức là tâm thức của mình ở vòng cảm xúc. Thì mình thích sĩ diện, thích giữ mặt, giữ mũi. Nhưng mà cái tâm thức của con nó ở vòng trí tuệ rồi. Nó bảo không, ăn gì cũng được mẹ ơi, mặc gì cũng được, không cần phải giữ mặt giữ mũi đâu. Miễn là mình sống tử tế là mình được rồi, mình có làm gì hại ai đâu mẹ. Nhưng mẹ bảo nhưng mà còn mặt mũi. Mày không thi vào được trường chuyên nên mẹ mà còn mặt mũi của mẹ chứ. Vậy là cuộc đời của con sinh ra để sứ mệnh là giữ mặt mũi cho mẹ à? Ừ, hay nhỉ. Nó có làm gì vi phạm pháp luật đâu. Đấy. Có nhiều vị đến nói chuyện với bà này này, nhất thiết bắt con vào trường chuyên. Tôi hỏi vào trường chuyên để làm gì? Bác bảo vào để sau này cháu nó sung sướng. Hỏi thống kê xem những cái thằng học trường làng với trường chuyên thằng nào số lượng sung sướng đông hơn. Không biết. Vậy thì cái trường nó chỉ là một gì? Nó là một phương tiện. Đấy. Bởi vì học hành á, thì không phải là trường là cái yếu tố quan trọng nhất, mà khát vọng của đứa trẻ nó mới là quan trọng nhất. Vậy thì đôi khi cha mẹ cứ bắt con cái nó đi giữ mặt mũi. Tóm lại như Hiếu con tôi, Hiếu Thảo con tôi chia sẻ thẳng luôn. Bố không bắt con phải nổi tiếng hơn bố, không bắt con phải giàu có hơn bố, không bắt con phải trí tuệ hơn bố. Bố chỉ cần duy nhất hai điều thôi. Mỗi hành vi của con làm đừng vi phạm đạo đức, đừng vi phạm pháp luật. Còn mày làm xe ôm cũng được, mày chạy, mày làm cái gì cũng được. Và thứ mà bố cần nhất là mày được sống vui mỗi ngày. Có vậy thôi. Chứ bố không cần con phải là ai trong cuộc đời này cả. Không, chỉ cần vui vẻ mỗi ngày và làm những điều tử tế thôi. Hết. Thì như vậy là bố vui lắm rồi. Chứ không cần phải giữ mặt cho bố. Đấy. Cho nên con tôi cứ nói để cho nó giảm áp lực đi thôi. Là ví dụ lớp có 24 đứa, tôi bảo là mày chỉ cần xếp thứ 10 là bố vui lắm rồi, để cho đỡ áp lực ấy. Không. Nhưng mà có những phụ huynh là con xếp thứ 2 về khóc mấy ngày, lại bắt nó ngồi học để lên số 1. Đời mà thằng nào cứ giữ liên tục số 1 thì thằng ấy mà thì có ngang với chết còn hơn. Cả nhà anh Dung cái này không ạ? Và nhiều cái đấy nỗi của bậc phụ huynh là gì? Tham, nhưng mà tham cái gì ạ? Tham cảm xúc, để còn đi khoe với bạn bè cho nó tiện nè, nó mở mày mở mặt đấy. Nhưng mà đứa nào khổ? Con. Bố mẹ tham, nhưng đứa nào khổ nhất? Con nó khổ. Đấy. Thằng sếp mà tham, đè nhân viên bán nhiều doanh thu thì đứa nào khổ? Nhân viên khổ. Cho nên tham vừa thôi, tham cái gì cũng khổ. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.